xin nhận lời thần cảm vui xe chuyển cầu cho chúng con biết noi gương người để làm trung hoàn nhiệm vụ Chúa đã giao phó, hầu được hưởng niềm vui Chúa đã hứa cho đôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người em trong hành trình của Chúa hiệp nhất với Chúa thành thần. Bởi chức sắc sáng thế, Thiên Chúa phán, chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ các biển, chim cờ, dạ thú các mặt đất, và tất cả loài bò sắc di chuyển trên mặt đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo thành con người giống hình ảnh Chúa. Người tạo thành con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Người tạo thành họ có năng, có lương. Thiên Chúa chúc phúc cho họ và phán rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều đầy hoàn đất và thống trị nó. Hãy bái chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa phán: đây là bàn cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất, và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tùy theo giống, và bàn mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi dạ thú trên mặt đất. Chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất, và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn tất công việc người đã làm. Và sau khi hoàn tất công việc người đã làm, thì ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Người chúc phúc và thật hóa ngày thứ bảy, vì trong ngày đó người nghỉ điểm tạo. Đó là lời Chúa.
bài thích thơ thánh Phaolô công đồ gửi đến những cô đồ xê. Anh em thân mến, trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là phải ràng buộc điều hoàn thiện. Nguyện cho tình em một Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi đời để làm nên một thân thể, anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa và tất cả những gì anh em làm trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha, tất cả những gì anh em thực hiện, anh em hãy thành tâm thực hiện như cho Thiên Chúa, chớ không phải cho người đời. Vì anh em biết rằng anh em sẽ lãnh nhận phần thưởng danh nghiệp do Thiên Chúa cho ban, nên anh em hãy phục vụ Chúa Kitô. Đó là điện thoại, gửi lên mạng trẻ
mà chúng ta tất cả làm với là những cái vất vả, những cái lao động, với những cái sự cố gắng, nỗ lực, với những cái sự hy sinh mà chúng ta chuẩn bị cho ngày hôm nay phải là thật là tốt. Vì chúng ta không làm theo ý của mình mà làm vì danh Chúa, làm vì danh Chúa. Thấy mấy ngày tới công tác của nhau cũng rất là xuất sắc, bỏ đi bỏ qua tất cả những cái gì và luôn nhắm tới cái lòng tin của đồng loại, cái lòng tin của mọi người để họ một những cái em có cái việc mà nhân qua xem hoặc là tham dự cũng rất là xuất sắc, giúp cho tất cả mọi người chúng ta thêm lòng yêu mến này, thêm lòng để chúng ta cố gắng học đòi những công đức và ơn này để mà chúng ta là áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Bắt đầu chúng ta cố gắng và thấy là các dòng họ, bắt đầu từng cái thành phần, những người của mình đã để làm vì danh Chúa. Và nếu khi chúng ta làm vì danh Chúa, như là thành phố có con, nó có một cái đề hội để tiêm, nó sẽ thực hiện biết bao nhiêu là cho là cho yêu Chúa, thì anh em sẽ được Chúa hưởng công xứng đáng. Từ công xứng đáng không chỉ ở đời này mà còn cả đời sau nữa. Thưa quý bà anh chị em, ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta từ từ bên đây để chia nhau cái hình ảnh của Thánh Giuse lao động. Ông Thánh Giuse lao động chắc chắn rằng ngài là trong mình đó là cái nghề thợ mộc, nghề thợ mộc ở Nazareth nghèo chắc có lẽ đó là một cái nghề khăn bận, nghĩa là một cái nghề nghèo, một cái nghề không có giàu sang gì, nhưng mà đó là một cái nghề và chính là Thiên Chúa đã cho cái cảnh sáng để làm cha nuôi của Giêsu với một cái nghề thợ mộc thế, để Chúa Giêsu ngài cũng học đòi đến nhân đức ở nơi Giuse qua cái nghề này. Thưa yêu bà anh chị em đại đội, mỗi người chúng ta lần thiệt hại trang các thánh ngày hôm nay để chúng ta thấy mọi sự phật tử là thuộc là tạo nên lập điện Thiên Chúa bảo điện lên tất cả mọi sự rất là tốt đẹp, nó theo một cái chất tự của nó rồi trao cho con người quản lý nó, quản lý để mà sử dụng, để mà có cái, để mà dùng, để mà là mang lại cái lợi ích cho con người, con người để tận dụng, vận dụng trí tuệ, khả năng, cái công cụ, cái hoàn cảnh, cái điều kiện mình có để làm ra của các vật chất. Từ yêu bà anh chị em thì nên rằng chúng ta thấy là con người vì quá nó vì quá hướng chiều về cái bản thân, hướng chiều về cái riêng tư của mình, muốn chiếm đoạt của hơn người này hơn người khác, vì thế mà nó gây ra cái sự xáo trộn về trật tự, sự sáng tạo từ thổ ban đầu, nên đi tìm Chúa đã làm ra chính cái sự xáo trộn mà mình nó làm mất đi cái trật tự ban đầu, nó gây ra biết bao nhiêu là cái hậu quả vô cùng là ghê gớm, là những cái nạn phá rừng, rồi nào là những cái gọi là công nghiệp này, công nghiệp họ nó phá đi tất cả những cái trật tự đó mà nó gây ra hậu quả là làm lũ lụt rồi thiên tai rồi chiến tranh rồi rất nhiều cái hậu quả, và cái hậu quả đó là chính con người đã làm những cái hậu quả này. Vì thế mà Đức Thánh Cha Vasco đã ra một cái thông điệp chung Laudato Si, nghĩa là tất cả mọi người lao động như thế nào, làm như thế nào là để bảo vệ cái ngôi nhà chung, nghĩa là bảo vệ cái môi trường của mình cho nó tốt đẹp. Đã rồi trong cái thời quý
nó mới đưa cả Giuse, anh cả Giuse chắc chắn là một người luôn tìm lại Chúa và thực hiện theo ý Chúa trong đời sống của mình, trong đời sống gia đình và khi các cái công việc của ngài, ngài luôn mong khát và tìm ra ý Chúa để xin ý Chúa hướng dẫn làm như thế nào để cái nghề nghiệp của mình nó mang lại cái hiệu quả cho người mà mình được phục vụ. Thế thì ngày hôm nay tất cả mọi người chúng ta nói đến thánh cả Giuse để trong mọi cái hoàn cảnh chúng ta tận dụng mọi cái là cái ơn của Chúa ban cho về trí tuệ, về khả năng, về hoàn cảnh điều kiện chúng ta có là để chúng ta phục vụ cho cái sự sống của con người, phục vụ cho người khác. Đó là điều đẹp của ý Chúa mà chúng ta nhân danh Chúa chúng ta làm theo những gì mà Chúa dạy bảo. Đó mới là điều đẹp của ý Chúa để xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để mỗi người chúng ta trong hoàn cảnh và biên lai của chúng ta, cái công việc của chúng ta luôn đẹp theo ý Chúa và làm tỏa sáng danh của Chúa. Có như thế thì chúng ta mới được Chúa ở công xứng đáng. Cho chị và thánh lễ ngày hôm nay lễ lễ một lần giáo sư tất cả mọi người chúng ta, đối với người chúng ta, mọi hành động mình làm, công việc của chúng ta để quy y về Chúa, thì mỗi người chúng ta hàng ngày trong một phút giây chúng ta hãy siêng năng chạy đến với tất cả chúng sinh để qua lời chuyện cầu của ngài để giúp cho mỗi người chúng ta nhận ra thánh ý Chúa để chúng ta làm đẹp lòng Chúa và làm đẹp lòng mọi người bằng chính cái hành động của việc làm cụ thể và cái sự năng động của mỗi người chúng ta đem lại cái hiệu quả và tốt đẹp đến cho những người anh chị em mà chúng ta đứng chăm họ có cái cơ hội để chúng ta phục vụ và hy sinh làm thật tốt đẹp cho người chúng mà chúng ta từ xa đến gần được và làm cho họ được tràn đầy niềm vui.